Khi nhắc đến Chanel, chắc hẳn không ai là không biết đến thương hiệu thời trang đến từ nước Pháp đầy danh tiếng và thuộc hàng xa xỉ bậc nhất thế giới, được sáng lập bởi một người phụ nữ có tên là Gabrielle Bonheur Chanel, về sau đổi thành Coco Chanel. Nhưng bạn có biết là tiền thân của thương hiệu này là một cửa hiệu chuyên về mũ nón thời trang dành cho giới quý tộc không? Trải qua một tuổi thơ đầy cơ cực nhưng với niềm đam mê thời trang vẫn luôn cháy bỏng thì Coco Chanel đã làm nên một cuộc cách mạng, giải phóng người phụ nữ ra khỏi những chiếc váy phồng dài chít eo bó sát cơ thể bằng những chiếc đầm suông ngắn cực kỳ thanh lịch. Chanel không chỉ tiên phong trong phong cách ăn mặc mà còn nổi tiếng với các dòng túi xách, nước hoa và mỹ phẩm. Dài lịch sử đầy thăng trầm, thương hiệu Chanel vẫn giữ vững vị trí đỉnh cao trong làng thời trang thế giới với hàng loạt bộ sưu tập mới được cho ra mắt hàng năm. Một trong những đặc trưng của Chanel là chất liệu vải tweed mà mình đang vẽ đây. Các bạn hãy tìm hiểu thêm để khám phá nhiều điều thú vị về thương hiệu Chanel nha!